ăn cắp chìa khóa ông nông dân ơi. Ai rồi này? Ngu chưa? Tôi sẽ cho bác thấy tôi thông minh cỡ nào, bác ngu cỡ nào. Đóng mẹ cửa luôn, phá luôn. Tư hỏi ngu. Coi chừng bố nghe chưa, đít mẹ mày. Hi, xin chào các bạn, buông mẹ nút. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón bộ đồ huyền thoại Chim Lắc trở lại. Nhưng mà hôm nay không làm chim, làm con khác. Vậy nha, vô. Game về con ngỗng. Bắt đầu một người chơi. Phím dài để hon. Hon là kêu á, kêu cạp cạp, quạt quạt. À, đi. Đi nhanh coi. Ủa. À, rồi, đi nhanh. Yo! Ô, thế giới này thật diệu kỳ. Nấm. Ôm cứt. Ủa, chuông. Cúi đầu. À, rồi. Dây. Thôi chết mẹ luôn, chạy dưới đất mà dụm lên. Cửa khóa. Ôi. Ui. Hên quá. Không là chết mẹ rồi. Sandwich. Có ai đây? Quyết định đem đi nhúng nước. Nani? Nhúng. Ướt nhẹp. Trả lại. Mất dạy. Ai ăn thì xui. Ha. Quả táo bỏ lên đây. Trông đậm gì đẹp bằng sen. Ngồi lên trên đỉnh là nguyên trái táo. Thơ kỳ. Ha, chọn nước. Giờ nước. À, sạch. À, bác nông dân. Chào bác nông dân. Cút tao quá. À, sao đuổi đi. Nông dân mà không thích ngỗng à. Cút mẹ mày đi. Bạo hành. Bạo hành động vật. Có người ta bạo hành động vật. Ca nông dân. Bạo hành động vật. Nhìn cái đầu là biết hói rồi. Hói hói. Đi vào trong vườn. Đi lang thang trong sân có con. Có con ngỗng. Ha, kỳ quá. Có đoạn đó con ngỗng hay không được. Có con vịt thì được. Nhiệm vụ là làm cho bác nông dân bị ướt. Làm sao cho bác ướt đây? Ngoài xịt nước. Xịt. Bác nông dân lại gần chưa? Gì đây? Phân bón, kéo phân bón. Vô bón phân cho bác. Giúp bác bón phân. Cứt nè bác ơi. Bón đi. Bón đi. Ồ, bác không ướt. Con không biết gì hết nha bác nông dân. Cái giò nước bị hư. Nhổ cây gót của bác. Lừa bác. Bạo hành động vật ơi. Chờ bác lại nhặt cà gót. Thế là bật lên và bác ướt. Mình là một con ngỗng thông minh. Chờ. Đây rồi. Bác ướt rồi. Bác ướt quần chì. Bác nông dân ướt quần chì. Bác cút mẹ mà đi xuống bác ơi. Con đứng đi con coi thôi. Bác nông dân ướt quần chì. Liêu. Bác nông dân ướt quần chì. Liêu. Xin chìa khóa. Bác nông dân không lấy được chìa khóa. Bye bye bác nông dân. Bác nông dân không biết bơi. Bác nông dân đâu phải là thợ lặn đâu. Ui, bác nông dân biết bơi à. Ồ, nước cạn thế. Ui. Bảo hành động vật ơi. Bảo hành động
trong bò nữa. Phát dùng mất 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 cút ra ngoài. Thích mất, thích mất. À, làm một bữa tiệc picnic, sandwich táo bí đỏ cà rốt. Sandwich, sandwich cái này ướt rồi không lấy đâu, lấy cái khô cho bác cái ướt nè. Rồi ủa, sandwich đâu phải là sandwich thịt đâu, sandwich thịt là có thêm es là hai miếng sandwich, cái này bắt bỏ vô hai miếng luôn, kỳ vậy. Lụm quả táo nghĩ ngỗng ngu á, ngỗng thông minh lắm nha. Body body, lấy cà gót trước đi. Bác nông dân không thấy. Radio. Hello bác nông dân. Ê ê ê. Ôi quýnh kìa, quýnh ngỗng. Ôi ôi ôi, đi đá luôn. Ôi ôi ôi. Báo cảnh sát cộng đầu không ạ. Hello. Mất tiêu. Mất tiêu. Ê ê ê. Ôi ôi, bạo hành nông dân kìa. Ôi thấy mặt hiền vậy mà ghê quá. Báo màn. Đâu làm gì đâu. Lấy radio. Ui ồn quá, ồn quá, ồn quá. Why are you running? Rồi, hư. Hư radio rồi. Ui ui ui. Ôi ba năm dần, ba năm dần. Ôi 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 ôi. Đừng 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 đừng. Đừng ba năm dần ơi. Đừng đừng đừng. Đừng đừng đừng. Bác nhanh quá. Không cho lấy thì thôi. Qua lấy cái khác. Ú, bí đỏ, bí đỏ. Cái nào cũng to hết. Lấy cái nhỏ nhỏ thôi. Bác không thấy, bác không thấy. Ê, ê, ê. Ú, ui, nặng quá. Rồi, có bí đỏ rồi. Bây giờ lấy cái gầy đồ thì ồn lắm. Lấy bình nước. Ngu. Bác ngu. Không thấy. Ngu ngu ngu. Ui, bác lấy hộp mứt của mình rồi. Ok. Lấy gì trước? Lấy tính sao? Cần đủ đâu rồi. Chỉ còn cái radio thôi. Vô lấy radio. 12 seconds later. Radio, radio, radio. Radio đâu? Ủa? Radio đâu rồi? Hello bác nông dân. Radio bác đâu? Hello. Bác nông dân, nhìn nè, con là bông hoa. Con giống bông hoa không? À, bác giấu ở dưới đây. À, ngu ngu. Nông dân đừng đuổi con. Sắp được rồi, sắp được rồi. Còn có một món nữa à. Đủ rồi. Đi picnic, đi picnic. Đi picnic với bác nông dân. Bác nông dân ngu. Ngu. Bắt hoài bắt không được, ngu. Ngu. Nhìn gì ngu. Ngu bà đặt nhìn. À, lấy. Coi chừng bố nghe chưa đít mẹ mày. Break in the leg. Cái cào ở dưới cái hồ. Ủa. Lấy cào. Kéo xuống hồ. Cho kiếm thấy mẹ luôn. Mấy mốt không có cào mà làm. Rồi chìm luôn. Cho bác nông dân đập tay vô ngón tay.
đập búa vô ngón tay. Búa đâu? À, núp trong đây. Ha. Không thấy. Hello bác. Bác nông dân chết rồi. Ủa, chưa chết. Đáng đời bác nông dân xấu xa. Dám cấm ngỗng. Liêu. À, bác kiếm cái cào hả? Làm gì còn nữa? Mất mẹ rồi. Trả nước, cho heo nước chơi. Cho tháng này bác trả tiền thấy mẹ luôn. Bác làm gì đó? À, ăn cắp nông ơi, Liêu đầu hói, bác nông dân đầu hói, tới người ta bác nông dân đầu hói nè. Ô, ông Tư đầu hói, ông Tư nông dân đầu hói. Trời ơi. Trời ơi, mọi người ra đây coi nè. Coi nè, nón nè, nón che cái đầu hói nè. Ôi giời. Cái nón bác bơi luôn rồi. Nè. Bây giờ bác phải vô đội nón khác, không thôi là người ta thấy cái đầu hói của bác. Liêu. Đầu hói vậy mát không bác? Bác ơi, đầu hói mà trời nắng vậy chắc kiểu nóng lắm ha bác ha, bị sáng như cái bóng đèn mà. Ăn cắp chìa khóa coi. Ăn cắp chìa khóa. Ông nông dân đầu hói mà bị anh lấy chìa khóa. Ngu không biết bơi. Ngu chưa. Ồ, chìa khóa không chìm, chìa khóa giả hả? Chìa khóa bằng mũ à, bằng nhựa à. Bye bác. À, tôi sẽ cho bác thấy tôi thông minh cỡ nào, bác ngu cỡ nào. Đóng mẹ cửa luôn. Khóa luôn. Tư hỏi ngu. Ngu, vừa lắm, không vô được chứ gì. Ai mới là chủ trang trại? Tôi là chủ trang trại. Ông là người ngoài, ở ngoài luôn đi. Bye bye. Tôi đi đây. Để mà mình đạt được 10 triệu sub thì các bạn nhớ subscribe kênh của mình các bạn nha. Hãy bấm vào nút subscribe và bấm nút cái chuông để nhận thông báo khi mà có video mới. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành. Cap.